hàng ngày thì anh sẽ mấy giờ mới đi làm về? Thế lắm. Dịch vừa rồi á, anh có ý là mình có bị ngưng không được chạy xe không? Vẫn chạy bình thường nhưng mà sao không dám chạy? Chạy bình thường đấy. Đúng rồi, mà ở đây tổng tài vẫn cho chạy nhưng mà tài xế có người chạy thì không, ở đây không dám chạy. Sợ thì mấy tết rồi đến qua tết mới chạy lại.
nhiều kênh. Đã xong em quay video chứ không live stream. À, anh ơi, thế bình thường hàng ngày anh sẽ đi làm từ mấy giờ? Độ đi lại vắng à anh? Em tưởng mọi người đã đi làm hết rồi. Ờ,
được thời gian đó cho mình chuẩn dịch nữa được đăng ký xe. Thống là phải cống tiền cái mặt bằng của hàng liệu rất là to đẹp.
tiền. Thế thì riêng với Vân Anh thì trong cái một năm vừa rồi ấy, khi mà mình cũng cùng làm việc với cái hệ thống của mình và tạo ra những cái đội nhóm của mình, thì anh thấy là cái doanh nghiệp của mình về truyền thống thì mình vẫn cứ làm thôi. Tuy nhiên thì mình nên nó phát triển sang một cái kênh mới, tức là mình phải làm một cái kênh gì đấy online thì nó sẽ có thể giúp cho mọi người là đôi lúc mà chúng ta cũng cần phải mở cửa hàng tốn tiền thuê mặt bằng, nhưng cái tiền thuê mặt bằng nó nói chung là đấy, như dịch như thế này đóng cửa là rất là khổ này, bởi vì chả làm gì mà một tháng cũng phải trả mấy chục triệu hay hàng trăm triệu tiền nhà. Nếu như mà ở trên quận 1, quận 3 ấy, thì mình cũng là người kinh doanh mà. Thì nếu mà đi thuê mặt bằng ở quận 1, quận 3 thì phải tính trả bằng tiền ngàn đô chứ không phải là tính trả bằng tiền Việt đó. Thế là nó cũng rất là bất cập. Thành ra thì offline để có một văn phòng đại diện thì nó cũng nên. Tuy nhiên thì chúng ta vẫn nên phát triển ra một kênh mới là cái kênh online. Ngày trước khi mà mọi người nghe đấy là bán hàng online ấy, thì mọi người thường lắm, nhưng mà nói thực bản thân đến mình bây giờ mình mua chính cái mic mà mình đang nói này, mình cũng mua online mà, thì người ta ship đến tận nhà. Hoặc bản thân như các anh chạy xe như thế này cũng người ta đặt đồ ăn đúng không? Rồi người ta đặt giao hàng rồi đủ thứ hết ấy, thì nếu mà nói thực là nếu mà không có online thì các bạn ngồi một chỗ làm sao mà được phục vụ tận nơi như thế? Đó. Nên là anh nghĩ rằng là mọi người nên thay đổi cái tư duy của mình một chút. Mình cũng vẫn kinh doanh bình thường, vẫn kinh doanh cửa hàng, cửa hiệu bình thường, nhưng nó không nặng nề quá. Và mình có thể phát triển thêm một cái kênh nữa để nó phù hợp với tất cả mọi người bây giờ. Bởi vì trong một năm vừa rồi ấy mà Vân Anh, thực sự là Vân Anh cùng với tất cả những bộ ban và những đối tác của Vân Anh hay là những người trong ban lãnh đạo, ban giám đốc ấy, mọi người cực kỳ là trăn trở để có thể giúp cho những doanh nghiệp nhỏ, nếu mà doanh nghiệp lớn thì họ vẫn còn một cái lượng dự trữ để họ có thể sống được, nhưng mà những doanh nghiệp vừa và nhỏ hay là những người mà công nhân đi thì các nhà máy hoặc các xí nghiệp mà quá đông thì họ sẵn sàng là họ cắt giảm nhân sự. Thì thực sự là công việc thì mọi người có thể mất, nhưng mà tuy nhiên thì gia đình mình có thể sống được, phải ăn đúng không ạ? Mình cũng là một người phụ nữ, mình cũng là người có gia đình, mình cũng là người mẹ. Giờ mình cứ cho như là hai vợ chồng hay người lớn cắt giảm đi, nhưng mà con mình làm sao cắt giảm được ạ? Vẫn cắt giảm, ví dụ cắt giảm mua đồ chơi, mua quần, mua áo. Nhưng mà liệu có cắt giảm được cho các bạn đi ăn đủ chất hay là đi học không ạ? Là không thể đúng không ạ? Vậy nên là mình luôn lo lắng, mình ở ban giám đốc luôn mà lo lắng nghĩ rằng là mình sẽ tạo ra những công việc để cho các chị em kiếm thêm thu nhập. Mọi người công nhận Văn Anh rằng là phụ nữ ấy, nếu mà chỉ dành suốt cả một thời gian mà ở trong nhà thì rất là lãng phí. Mà để mà tất cả những cái gánh nặng mà đặt lên vai người đàn ông hoặc đặt lên vai một người để đi ra đường kiếm tiền rất là nặng nề. Rồi bắt đầu những cái xích mích trong gia đình nó sẽ xảy ra. Rồi lúc đó không chỉ nói, không chủ yêu, không chủ quan điểm thì lúc đấy là gì? Bắt đầu là thế tại sao mà đây như anh này 82 mà sợ lấy vợ đấy. Bởi vì nếu như chính bản thân mình mà mình không lo được tốt đi, làm sao mình có thể lo cho những người xung quanh mình? Làm sao mình có thể báo hiếu được cha mẹ mình? Chưa nói đến chuyện là lo cho vợ cho con nữa cơ. Đó. Nên là mình phải có một cái công việc gì đấy. Ví dụ cấm mình mở cửa hàng, mình vẫn có một cái nguồn thu khác. Chứ nếu như bây giờ mình bỏ hết trứng vào một giỏ ấy, mọi người nghĩ đây là dập một cái là dập hết. Mình cũng là người kinh doanh truyền thống thôi, vẫn đi thuê cửa hàng cửa hiệu. Rồi đến cái lúc là dịch, tháng nào cũng bỏ ra cả trăm triệu đi thuê mặt bằng. Rồi cuối cùng thì mình cũng phải thay đổi. Chứ bây giờ cứ bỏ ra như thế thì bỏ biết bao giờ ạ. Đó. Mà bây giờ hết Covid rồi đến cô Lan, cô gì nữa thì sao? Thế nên là mình phải phát triển ra nhiều cái. Mình không bỏ cái gì cả nhưng mà mình phải phát triển thêm. Thì Văn Anh đang viết ra một cái dự án của một ban giám đốc để có thể hỗ trợ được cho tất cả mọi người. Và trong cái này thì thực sự là trên phương diện là mình kinh doanh, trên phương diện là một người mẹ, một người vợ trong gia đình thì mình nghĩ rằng là nó rất là phù hợp với tất cả mọi người. Thực ra 500.000 các bạn đi mua một cái đầm không đủ đâu, có thể đủ có thể không tùy.
mà tuy nhiên thì với một cái mức giá kinh doanh như thế mà đặc biệt là con anh còn đảm bảo cho mọi người là thứ nhất là mọi người đi vào trong làm việc là mọi người tự làm việc cho mình nhá, không phải là làm việc cho giám đốc hay không phải làm việc cho leader ở trên mình đâu, bạn tự khởi nghiệp và doanh nghiệp của bạn nghe thì nó xa vời lắm, thế nhưng mà cái đó là có thật, bởi vì chính mình cũng gây dựng ra hai bàn tay trắng mà. Mọi người nhìn thì cứ bảo là hay là sinh ra ở vạch đích nhỉ, không phải mọi người ạ, mình bắt nguồn từ hai bàn tay trắng thôi. Nếu như mà mọi người cũng đã từng quen mình trước đây thì mọi người cũng thừa hiểu cái điều đấy và mọi người cũng biết mà. Thế là khi mà chúng ta tự xây dựng cái doanh nghiệp cho mình, và đặc biệt là khi mà trong một năm vừa rồi con anh cùng học tập và rèn luyện cùng với đội IOK cùng với thầy Phạm Thành Long ấy, thì anh hiểu được một điều đó là mình phải cho đi, bởi vì ở ngoài kia có quá nhiều những cuộc đời để cần những người như mình, những người như cộng đồng của mình. Mình không phải tự hào mà mình rất tự hào về những câu mà thầy nói, đó là thầy có thể giúp cho 1.000 ông đi ngủ ở đây, nhưng 1.000 ông đấy đi ra ngoài cuộc sống này mình có tầm ảnh hưởng ra bao nhiêu người nữa. Và thay vì là thầy không thể đủ sức để có thể giúp được hết tất cả mọi người, thì 1.000 ông đấy phải mang cái sứ mệnh đi để cống hiến ra ngoài cuộc đời này, để cho đất nước của mình nó không còn những cái cảnh khó khăn nữa. Thật sự khi mà mình bước chân ra ngoài đường ấy, mình cũng đôi lúc mình nghĩ là sao mình làm việc cực khổ chứ nhỉ, cũng thức khuya dậy sớm. Mọi người nghĩ là kinh doanh đâu phải sung sướng đâu, đúng không ạ? Nhiều lúc có thức cả đêm luôn với doanh nghiệp của mình, nhưng mà khi mà mình bước ra ngoài thì mình thấy là người ta cũng vất vả quá. Và đến khi có những cái chương trình từ thiện mà bên công ty của mình đi từ thiện ấy, thì mình thấy nhiều cảnh đời người ta khổ quá, người ta không còn đến cái áo quần cũng nghĩ đen luôn. Vậy thì mình đã được học tập rồi, đã có cái cơ may cơ duyên để gặp thầy rồi, thì mình phải đi hỗ trợ cho mọi người nhiều hơn. Và bạn anh tin rằng là trong một tháng ở đây thôi, cũng không xa lắm, thì bạn anh sẽ có những cái buổi mà Vân Anh cùng với ban giám đốc sẽ chia sẻ với mọi người về cái dự án mới này. Bạn không có một, anh đảm bảo chính thương hiệu của mình này là không có một rủi ro gì cho tất cả mọi người, không có một rủi ro gì hết. Mình dám khẳng định với mọi người là không muốn rủi ro. Và đặc biệt là mọi người có thể trả hàng, rồi mọi người có thể đánh không hài lòng thì mọi người sẽ không hoàn toàn được hoàn trả một cách 100% luôn. Không có bất cứ một lý do hay là khó khăn hay cái gì với mọi người. Tại vì nói thực này, cuộc sống của chúng ta ở ngoài kia nó có nhiều khó khăn quá rồi, nên là chẳng có lý do gì chúng ta lại làm thêm những cái khó khăn trong cuộc đời của nhau thêm nữa. Ôi cái đường này nó sóc quá. Anh ấy đi đường ngoài này cho sáng nhá. Có một cái đường này là đi vào khu công nghiệp đó. Đây này mọi người, anh đang quay đó, nhưng mà đường đó nó tối lắm, mình sợ đi đường tối. Nhìn thế này thôi chứ ra đường đi sang đường là mình cũng ngại. Và đi đường tối mình cũng ngại. Thì mọi người đón chờ nhá. Sẽ thành công.
không như thế. Rất là đơn giản để cho các bạn có thể làm. Chúng ta đang đi ở trên đường Tây Thạnh. Mình cầm cái này thì cũng hơi bị tê tay. Mình đang đi ở trên đường Tây Thạnh nhé. Ở đây thì là khu công nghiệp Tân Bình mà Vân Anh đang tiến tới, đó là khu công nghiệp Bình Tân đó. Ở quanh cái khu này thì rất nhiều khu công nghiệp, nhưng mà đợt vừa rồi thì chắc là rất nhiều các anh chị em công nhân viên chức có thứ là bị cắt giảm nhân sự rất là nhiều. Nói chung là nếu như mà không phải là một cái năm kinh tế mà nó quá khó khăn như vừa rồi với tất cả mọi người ấy, thì đội ngũ ban giám đốc cũng sẽ không vẽ được ra những cái điều tuyệt vời như thế này, bởi vì chúng tôi sẽ lại quá bận rộn như mỗi năm và không có thời gian để thực sự là gọi là không có thời gian để nghĩ cho mọi người nhiều như thế. Thì này thì vì cái nỗi đau của mọi người quá lớn nên là chúng tôi phải tạo ra những cái điều gì để tốt nhất cho mọi người. Trời ơi, vượt đèn đỏ, trời ơi. Không được vượt đèn đỏ. Mọi người thấy không ạ? Thực ra thì tầm này bắt đầu ở Sài Gòn sẽ có những quán vỉa hè rất là hay. Đó. Bên này là cái đường kênh 10 kênh 19 tháng 5 mọi người ạ. Đường phố Sài Gòn thì Sài Gòn sống về đêm mà nên là nó khá là nhộn nhịp. Khá là nhộn nhịp mọi người ạ. Tuy nhiên thì bây giờ đã giảm hơn so với trước rất nhiều rồi. Trước thì đông lắm. Đây là quán nhậu. Nhưng mà lúc trước thì chắc là không còn chỗ ngồi. Bây giờ thì khá là, nói chung là công việc nào cũng hơi căng. Vào ban ngày thì thời tiết thì rất là nóng, nhưng mà buổi tối thì lại se lạnh. Ra ngoài đường thì mọi người sẽ khoác một chiếc áo mỏng. À, với mình thì mình không quen lạnh nên là mình khoác cái áo hơi dày một tí. Thời tiết năm nay khác so với mọi năm anh nhỉ? Mọi năm bây giờ này nóng đúng không? Vâng. Tết Sài Gòn mọi năm là nắng nóng này. Năm nay còn có mưa này. Rồi lạnh này. Mọi năm là lạnh cái tầm Noel thôi. Năm nay là Tết cũng thay đổi khí hậu luôn. Thời tiết lạnh mát mẻ, buổi sáng dậy là mình còn thấy hơi lạnh ấy. Buổi tối ngủ là, mỗi khi tối ngủ là bật máy lạnh mọi người ạ. Nhưng mà bây giờ buổi tối ngủ là không bật máy lạnh luôn. Tại vì thời tiết nó lạnh rồi. À, đây là cái cầu vượt, đây là đường quốc lộ đúng không anh? Cái này vẫn là trong Lê Trọng Tấn. À, cầu vượt, đây là cầu vượt Lê Trọng Tấn. Sắp tới trên kia thì chúng ta sẽ gặp phải cầu vượt quốc lộ 1A. Đi khắp mọi nơi đấy mọi người ạ. Đường này thì nó có cái con kênh nó hơi ô nhiễm một tí. Cầu này là làm khá lâu rồi đấy, mấy năm rồi nhỉ? Đúng rồi. Nói chung là kinh phí chưa đổ rồi, nó cứ treo chân rồi. Mãi không xong, bao nhiêu năm rồi, mọi người đi qua lại đây khá là cực khổ. Đặc biệt là rác thì khá nhiều. Ngày hôm nay có một buổi trưa là đi ăn trưa cùng với bên chapter đó, thế còn là
chưa kịp ăn gì, chắc xíu về nhà mình sẽ uống dinh dưỡng vậy. Đấy, mọi người cứ bảo là sung sướng nhưng mà cũng có sướng đâu nhỉ, làm việc cả ngày tối về uống dinh dưỡng thế mà vẫn tròn tròn là sao ta. Bắt đầu là chúng ta về đây thì gần đến cầu vượt quốc lộ 1A rồi. Cứ chạy thẳng đấy nhá, chạy thẳng là tới. Không cần phải quẹo đâu hết, cứ chạy thẳng. Cái thẳng đó này là cái thẳng dạ? 2 cây. Vâng, đấy còn 2 cây nữa. Nhanh chậm gì đâu. Ok, chào mọi người nha. Mấy tin rồi, gặp mọi người ạ.